Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Kính thưa chư huynh, hôm nay hội ngộ chư huynh ở tại vườn xài cũng nhiều nhân duyên. Thầy mà thầy có câu là câu đạo đức bay mùi thơm lạ. Bây giờ trên cộng đồng xôn xao về thầy Minh Tuệ là đi tới đâu người ta lại và mập quỳ tới đó. Phải cái đó là do đạo đức, cái hạnh đức của ngài mà cảm hóa được người không sư huynh? Sư huynh cho em biết. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật và lễ kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý cô bác đồng đạo trong nước ngoài nước kính mến. Lời nói đầu tiên chúng tôi gửi đến lời chào thân ái và cầu chúc cho quý cô bác và sống sớm được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của chư Phật. Thì vừa qua có đồng đạo hỏi hai câu giảng trong quyển Giác Mê Tâm Kệ. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng tu tầm, đó là lời của đức thầy. Mà đồng đạo hỏi là cái mà thời gian này chưa đồng đạo chưa sư Minh Tuệ tu như thế nào mà lại có mùi thơm bay khắp cả muôn phương, ngay bây giờ tất cả cộng đồng mạng, tất cả mọi người bây giờ trên cộng đồng mạng bây giờ là cả các nước là nghe nói là Việt kiều Mỹ, tất cả các nước và bên Ấn Độ cũng người ta cũng qua đây để xem thấy cái hạnh ta có tánh hiếu kỳ để qua tới Việt Nam để thấy sự thật coi phải sư Minh Tuệ là phải đúng tu cái hạnh đầu đà hay không, và ta theo dõi coi sư Minh Tuệ tu thế nào. Tại ta thấy trên YouTube thì thời gian sư Minh Tuệ xuất hiện không có bao chưa đầy một tháng mà trên cộng đồng mạng xôn xao, ai ai cũng đều kính nể, ai ai cũng đều quý mến mà lan rộng rất là nhanh, tất cả các nước ngoài bây giờ cũng đều biết. Thì trở lại câu hỏi của đồng đạo hỏi câu giáo lý của đức thầy là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Thì bây giờ cái mùi thơm thì quý cô bác mình thấy cái mùi thơm ở thế gian như là hoa thơm hay là hương thơm, tất cả những mùi thơm thì nó chỉ hử mình chỉ hử được theo xuôi gió mình mới hử được cái mùi thơm. Đó là mùi thơm thường ở thế gian, còn cái mùi thơm của người tu cái giới đức hạnh cao đó thì cái mùi thơm này nó bay ngược gió, nó bay khắp muôn phương. Cái mùi thơm của người có giới đức tu hạnh cao đó như như sư Minh Tuệ đó thì cái mùi thơm này nó bay khắp muôn phương, nó bay có thể là bay ngược chiều gió luôn. Mà bây giờ nó bay dẫn những tất cả trong nước Việt Nam bây giờ đi đâu bây giờ cũng bắt ai ai cũng đều xôn xao, ai ai cũng đều xôn xao bàn luận về sư Minh Tuệ nói đất nước Việt Nam chúng ta. Hiện giờ là tất cả mọi người đi đâu của ai cũng cũng đều nghe nói đến sư Minh Tuệ, mà đi đâu cũng thấy điện thoại bắt về sư Minh Tuệ, ta tìm tội theo dõi là do cái giới đức của sư Minh Tuệ này tu rất là thâm sâu, cho nên nhờ cái giới đức tu thâm sâu này mà ba cái mùi thơm lạ, cái mùi thơm của sư Minh Tuệ bay khắp cả mọi muôn phương. Mà đó là do nguyên nhân gì mà sư Minh Tuệ lại có được cái mùi thơm, có được cái mùi thơm, có được cái tiếng khen tặng tất cả mọi người đều ai ai cũng đều quan tâm tới là do nguyên nhân gì? Chỗ đó là chỗ này là chỗ quan trọng. Tại vì á đức thầy có nói rất nhiều trong giáo lý. Đức thầy nói cái thời ngày này á, những người tu á là đa số, thầy cho biết là trong cái bài luận việc tu hành đó, đức thầy nói là tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên, trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trông đến cảnh thiền, muốn đặng về thần giới thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham tham danh phới đạo chí đâu yên, sao bằng cửa Phật vua thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên, tiếc gì không đức tiếc chi tiền, Phật thánh xưa kia sách dẫn biên, bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ dạ không phiền. Như vậy là cô bác mình thấy cái bài của đức thầy dạy là luận việc tu hành đây, là cô bác mình thấy là
Sư Minh Tuệ nổi tiếng là do nguyên nhân Sư Minh Tuệ đã có hành cãi, thường thường nó nói là một tạ lý thuyết không bằng một ký thực hành. Do cái thực hành của Sư Minh Tuệ nó siêu phàm hơn tất cả người thường ở thế gian này, cho nên cái sự hành tại Đức Thầy có nói một đoạn đó là trần giới thế nó hay kiêu ngạo, các nhà sư hãy ráng sửa mình, nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hổ tiếng, cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Vậy cho nên tại sao Sư Minh Tuệ tu thời gian xuất gia không bao lâu mà tiếng tâm của Sư Minh Tuệ bay khắp muôn phương, là do là đi đâu ai cũng đều ngợi khen ca tụng tán thán, là do nguyên nhân Sư Minh Tuệ hành đúng theo cái chánh pháp vô vi của Phật và của Thầy, là biết được cõi trần gian này là mộng quyển, tử thần sửa sạn kéo vào quan. Sư Minh Tuệ dùng cái chánh tư duy để mà quán xét cái cõi đời này là vô thường tạm giả, nghĩa là cõi đời là đau khổ, kiếp sống vốn vô thường, chỉ có ráng tu cho giải thoát đó là kế thượng phương. Vậy cho nên là nhà Sư Minh Tuệ trở lại tư duy quán chiếu, thấy được cái cõi đời này là vô thường tạm giả, cho nên Sư Minh Tuệ buông bỏ hết cái sự ra công hành đạo của Sư Minh Tuệ vượt hơn người phàm ở thế gian. Cho nên cái hành của Sư Minh Tuệ là nó hơi vượt bậc hơn người thường ở thế gian, cho nên cho người ta mới ca tụng ngợi khen tán thán. Tại vì Đức Phật khi xưa tại sao gọi là Đức Thế Tôn, thì là Đức Phật khi xưa là dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi, thương sanh chúng việc chi chẳng quản, tìm đạo màu tánh mạng xem thường, nhờ lòng đầy đủ nghĩa cương, Thích Ca đắc đạo văn dương khắp trần. Như vậy là Đức Phật Thích Ca khi xưa là bỏ hết tất cả ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan lầu vàng các tía thì Đức Phật bỏ hết, người thế gian làm không được Đức Phật làm được, cho nên người thế gian ta mới tôn lên. Tại vì là khi Thái tử Siddhartha, khi vua cha Thân Hà, ngài sẽ lên làm chuyển lưng Thánh Vương, làm vua tất cả các nước, nhưng mà ngài lại bỏ, không quan tâm tới để xuất gia tầm chân lý. Còn ở thế gian, vì cái ngôi cao chức phận, vì một cái danh vị quyền tước mà họ phải mưu mô để lật đổ, để chém giết, để thù hiềm với nhau, để họ được lên một cái ngôi vị, một cái chức phận nào đó, mà ở thế gian người ta phải tranh đấu, người ta phải mưu mô tính toán lật đổ người này để cho họ lên. Như vậy các bác mình thấy cái việc làm của Đức Phật là việc làm phi thường, thế gian không ai làm nổi. Còn đối về hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi, ở thế gian này, tất cả thế gian này có ai là cái sắc đẹp của vợ của Thái tử Siddhartha là nàng Gia Du Đà La, đó là đẹp vô cùng, là tuyệt vời. Nhưng mà trong khi Đức Thái tử Siddhartha dạo bốn cửa thành, mà Đức Thầy có nhắc lại buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gậy trống, ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét cõi trần trong dạ héo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tạm, lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, bỗng gặp người kẻ chết đang khiêng, về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để chí tầm phương giải thoát, lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng niềm giả tăng sĩ gợi lòng thái tử, ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai chào xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vì vậy cho nên cái chí đạo của Thỉ Đạt Ta quá cao,
Ngài là một vị Đông Cung Thái Tử mạnh vô cùng, cái sức của Thái Tử mà Đức Thầy có dùng cái danh từ là mình vàng Thái Tử, là cái sức lực của Thái Tử thiệt ta khi khi xưa là mạnh vô cùng, là mạnh phi thường, có ai mà bì quá sức mạnh của Thái Tử. Mà Ngài đi, Ngài cùng Sa Nạc đi bốn, đi ra ngoài ngoại ô dạo bốn cửa thành, gặp một lần một sanh lão bệnh tử, là Ngài về bỏ hết nhất quyết xuất gia tầm chân lý. Mà hôm nay Đức Thầy có nhắc là mình vàng Thái Tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc Đông Cung tước phế liền, xem đó hỡi người mau lập chí tu hành khá nhớ, giữ cho nguyên muốn địa đặng về thần với thánh tiên, ráng tu ăn đức chớ tu tiền lợi danh, chớp nhoáng như luồng gió thấy đó rồi đâu bỗng mắt liền. Gọi ra Thái Tử xiệt ta, Ngài đã quán xét được cái cảnh sanh lão bệnh tử rồi về xin với vua cha xuất gia tầm chân lý. Rồi đó là ông vua cha ông khuyên con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp sau tu chẳng muộn, nhưng mà lòng Thái Tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá phong sông pha bờ bụi. Ngài thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thì như vậy các bác mà thấy là cái gương sĩ đặt ta từ từ xưa nay tới bây giờ, một cái gương sáng vô cùng, ít có ai mà làm một cái tấm gương sáng như Đức Phật. Là Ngài là một vị Đông Cung Thái Tử có hết tất cả, nhưng mà Ngài buông bỏ hết tất cả. Khi ông vua cha khuyên con nên ở chốn luyện đài lo nói nghiệp sao tu vẫn muộn, nhưng mà lòng Thái Tử quyết theo ý muốn của mình, quyết theo sự giác ngộ của mình. Tại vì Ngài đã quán xét rồi, đây thân của mình cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh, cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác, nhưng mà không tu sẽ chết, biết về đâu, chỗ đó là quan trọng. Cho nên sĩ đắc ta, Thái Tử thiệt ta đã quyết chí theo cái đường hiểu biết của mình, là lòng Thái Tử quyết theo ý muốn, Ngài đã hiểu rồi. Đây là người ơi, sớm tách cõi ta bà trẻ tuổi, rồi đây cũng tới già, địa ngục không môn sao lại đến, thiên đường hữu lộ chẳng hề qua, quanh năm bận biểu đàn con vợ, sớm tối sa mê đám ruộng nhà, biết được phù sinh là tạm giả, nguyện về cực lạc cho tội lòng ta. Đời là tạm giả cảnh tan thương, đeo đống làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tợ xa xương, trăm năm không đạo gây thêm tội, một kiếp biết tu khổ lạc đường. Này hỏi khách trần mau chợt tỉnh, nương thuyền bát nhã lặng đáo tây phương. Thì cô bác mình thấy cái gương của Đức Phật đã sáng tỏ. Cái gương của Đức Phật năm nay là 2000 mấy trăm năm mà rất giờ vẫn còn sáng rực. Hôm nay là trong cái buổi hạ quân mạt pháp này lại có xuất hiện một cái hạnh tu sư, cái hạnh tu của sư Minh Tuệ giống giống như là mường tượng là cái hạnh của Đức Phật khi xưa ấy quá. Là sư Minh Tuệ cũng có gia đình, có tài sản, có việc làm như bao nhiêu người, cha mẹ chia tài sản, nhưng mà sư Minh Tuệ chỉ xin cha mẹ, sư Minh Tuệ từ chối không lấy. Cô bác mình thấy việc làm này là cũng hơi siêu phàm. Tại vì ở người thế gian, cô bác mình thấy là đa phần khi mà ông bà cha mẹ qua đời rồi mà con cháu chia đất cát, vì ngay chăng chỗ mà đất cát mà chia không đồng đều mà anh em con cháu mít lòng với nhau, nhiều khi ra thưa tới chánh quyền. Như vậy là hôm nay Đức Thầy có nói một đoạn là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền, cốt nhục giết nhau, vì dân chỗ mà chia đất cát không điều này mà anh em phải mất lòng với nhau, chia rẽ với nhau để nghịch lẫn với nhau là cũng vì cái quyền lợi. Rồi tranh lợi dân giết đẳng đồng bào tình nhân loại, phân chia hợp bách, mà sư Minh Tuệ cha mẹ cho chia tài sản nhưng mà sư Minh Tuệ không nhận tài sản này, biết quyết chí để đi theo cái con đường của Phật để tu giải thoát, để cứu độ mình và cứu mẹ cha thoát cái cảnh luân hồi trầm luân quan nghiệt này, tu một thỏa cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha.
Thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Như vậy là sư Minh Tuệ quyết chí xông pha một chiếc thuyền ra biển khơi, quyết chí tu hành đất thành đạo quả, để hầu dắt nhiều bá tánh thập phương xa miền tục lỵ, người bỏ hết các việc phàm trần, các điều tà dại, dẹp lục căn lục trần, ráng làm cho tinh thần thêm sáng suốt, rèn luyện các đức tánh cho thiện mỹ, yên tịnh nghĩ hỷ lạc nghiêm trang, quyết gắn công tu một lòng bước đến niết bàn, để đặng tới độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi quả báo. Đây là trong cái chánh tinh tấn mà Đức Huỳnh giáo chủ, lời của Đức Thầy đã dạy, mà sư Minh Tuệ hôm nay đã quyết chí hành cái chánh tinh tấn này đúng như lời của Phật, của Thầy dạy, là chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Vậy cho nên là sư Minh Tuệ tu một nhờ có cái tiếng thơm, nhờ có cái sự hành đạo tinh tấn, cái sự công phu, cái sự hành của sư Minh Tuệ vượt hơn người thường, cho nên là sư Minh Tuệ nó mới có được một cái tiếng thơm, và có được biết bao nhiêu người mến mộ để tán thán ngợi khen ca tụng. Bây giờ nói rõ đi, trong lan cả thế giới đại đồng luôn, mà nói rõ đi, bây giờ nói trong đất nước Việt Nam chúng ta hiện giờ đi đâu cũng đều nghe bàn qua sư Minh Tuệ, mà đa phần người đời là từ ấy giờ họ chưa biết đạo, chưa biết tu như thế nào, nhưng mà cái hạnh của sư Minh Tuệ họ vẫn là kính phục, họ vẫn là ngợi khen cho sư Minh Tuệ. Đây là một cái bậc chân tu. Tại vì sao? Tại người ta người đời chứ ta cũng có cái mắt dòm đó đại. Tại vì ta thấy từ ấy giờ các sư á, nào là hưởng thụ, nào là chùa chiền, nào là có, tại nghe mình không nói giấu tên, nghe nói có ông sư ha là tích trữ là không biết bao nhiêu tỷ trong chùa. Thì như vậy là thầy cho biết là đúc Phật lớn, chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi, tu vô vi chớ cúng chè soi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Như vậy là toàn là đa số bây giờ chạy theo chùa cao Phật lớn, toàn là phiên Phật tử cúng dường buôn xã, mà Phật tử cúng dường buôn xã thì các ông nhận đem vô để, mà Đức Thầy có nói một đoạn này cô bác mình thấy hay không? Cho nên sư Minh Tuệ là một người làm cái gương hạnh rất là đặc biệt, cho nên người đời ta nhận được, người ta đã thấy từ xưa nay các cả chùa chiền các sư lo thụ hưởng và lo riêng tư quá nhiều, và bị dính này dính tiền quá nhiều, cho nên là hôm nay sư Minh Tuệ đã xuất hiện một cái hạnh đầu đà tu giống cái đường lối của Phật khi xưa, buông bỏ hết tất cả, là không có nhiễm dính cái gì hết tất cả, đến đổi là sư là ăn rồi ta cho đồ ăn nữa là không nhận, và tiền người ta cho hết, cho ta ép thế nào cũng sư Minh Tuệ cũng không nhận. Vậy cho nên là làm cho tất cả mọi người, và người tu thì không nói tới rồi, mà nói tới người đời, tất cả người đời, những người đó là chưa từng biết đạo, chưa từng tu, mà họ thấy bắt clip lên bây giờ toàn là sư Minh Tuệ không, họ bắt lên rồi họ xem những cái hạnh của sư Minh Tuệ rồi họ cũng vẫn là điều tán thán ngợi khen cho. Đây là cái bậc chân tu thị hiện vào buổi hạ nguyên này để làm cái gương sáng cho đạo, cho tất cả những người nào tu mà còn dính vào trong danh lợi tài sắc âm thanh sắc tướng, làm cái gương hạnh này để cho mọi người thấy. Cho nên là cô bác mình thấy là sư Minh Tuệ xuất hiện ra đời để làm một cái gương sáng, cho nên tất cả mọi người bây giờ đi đâu cũng đều bàn qua sư Minh Tuệ, rồi lan rộng tới tất cả thế giới. Bây giờ tất cả nước ngoài Việt kiều Mỹ cũng bay về đây để thấy được tạng mặt sư Minh Tuệ, rồi nghe nói bên Ấn Độ cũng một đoàn người đi qua đây, tất cả nước ngoài bây giờ qua nước Việt Nam để thấy mặt sư Minh Tuệ. Cô bác mình thấy là rất là nhiều cái tiếng tâm sư Minh Tuệ lan rộng tất cả thế giới toàn cầu bây giờ. Như vậy là cái hạnh hạnh đức của sư Minh Tuệ tu của bác mình thấy là hết sức là đáng khen. Vì vậy cho nên là hôm nay Đức Thầy có nhắc một cái đoạn là: chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Đây là lời của Đức Huỳnh giáo chủ, lời Đức Thầy. Thầy là một vị Phật biết được cái tâm niệm thầy là
một vị Phật có được tha tâm thông, biết được cái tâm niệm của một người Đức Thầy nói trong giáo lý mấy chục năm nay mà nó đã có sự thật, là Thầy phiên tất cả mọi người đó, ta yêu chúng viết ra giảng kệ phiên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chứ có mà hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo chớ giả dối mà mang sắc áo. Họ mang cái sắc áo của nhà sư, mang cái sắc áo giống như Phật Đức Thầy nói, nó trúng vô cùng. Rồi từ nào giờ mấy, từ khi là từ trước Phật nhập diệt tới giờ là tất cả mọi người ta đã thấy được, ta cũng đã thấy được cái hành động của các tăng sư là đang mang cái sắc áo giống Phật, nhưng mà thực chất cái hành động không giống Phật. Mà sư Minh Tuệ hôm nay là xuất hiện thời gian gần đây nổi tiếng là nhờ sư Minh Tuệ làm giống Phật. Đó, Đức Phật khi xưa là Đức Thầy Ngài có nhắc nè: non tiết sang rú rừng thăm mê thầm đêm thân phàm tầm đạo vô danh. Đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn ráng lấy danh, khắp bốn biển vẫn lành sùng bái. Như vậy là một vị Đông Cung Thái Tử mà Ngài đã lên non tiết là đầm tầm đạo siêu sanh, bỏ hết tất cả mà hôm nay, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lành sùng bái. Thì cô bác mình thấy cái hạnh của Đức Phật khi xưa, bỏ hết tất cả mà Ngài đã có được tất cả. Có tất cả là gì? Tới bây giờ trên 2000 năm rồi mà cái tiếng thơm của Đức Phật vẫn còn lan rộng khắp cả muôn phương, ai ai cũng đều kính Đức Phật Thích Ca là cha lành ba cõi. Cho nên hôm nay Đức Thầy có cho biết trong cái bài tán Phật, tán thán Phật: trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tài. Tiên người đồng kính đạo Thầy, cha lành hết cả bốn loài chúng sanh. Cho nên Đức Phật bỏ hết tất cả mà hôm nay Đức Phật đã có hết, có tất cả. Có tất cả là tất cả đều ba cõi, trong ba cõi sáu đường này đều kính Đức Từ Phụ Thích Ca là cha lành, Ngài là giáo chủ trong cõi ta bà này. Đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lành sùng bái. Trải trên 2000 mấy trăm năm rồi mà cái tiếng thơm của Đức Phật vẫn còn mãi mãi lưu truyền tới hậu thế. Hà mà hôm nay lại có xuất hiện nhà sư Minh Tuệ tu cái hạnh đầu đà giống tựa như Đức Phật, giống như cái hạnh của Đức Phật khổ hạnh khi xưa. Vì vậy cho nên làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, trong cái thời mạt pháp này lại có xuất hiện một vị chân tăng, một vị chân tu, tu giống hệt cái hạnh của Phật khi xưa, bỏ hết tất cả, không chùa, không nhà, không xe, không điện thoại, không dùng tiền bạc. Đúng như lời của Đức Bình Giáo Chủ là Đức Thầy cho biết: bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là ấy, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Thì như vậy sư Minh Tuệ hành đúng theo cái lời của Đức Thầy đã nói, hiện giờ sư Minh Tuệ đã được vinh giang, tiếng thơm của sư Minh Tuệ tiếng giang là gian lừng tất cả thế giới, gian lừng lan rộng tất cả đất nước Việt Nam chúng ta. Là cô bác mình đó, là sư Minh Tuệ được vinh giang hiện giờ là do sư Minh Tuệ không có dùng của thế, không có sắc màu gì hết, tất cả ta cho tiền cho vật thực ăn rồi thôi, không nhận nữa.
và cái sự nghỉ ngơi và cái sự hành đạo sư Minh Tuệ vượt hơn người thường. Ngủ là sư Minh Tuệ nói là con chọn ngủ ngồi trên 3 năm rồi, bây giờ cái người nào thử ngủ ngồi trong vòng chừng vài ngày thôi, quý vị ngủ nổi chưa? Cho nên có ông sư Kim Cang đâu nói ai ngủ nổi trong vòng chừng 3 ngày là cho ông tỷ đó. Mà ông sư Minh Tuệ là nói đó là ông có nói trong cái clip mà ông giải đáp cho tất cả mọi người nghe đó, là cho một cái clip là ông nói là con đã chọn ngủ ngồi trên 3 năm. Chỗ này là chỗ vượt vượt hơn người thường không quý đệ? Người thường nào chỉ ngoài Đức Phật khi xưa với 10 vị đệ tử Đức Phật là chưa ai mà ngủ ngồi thời gian dài trên 3 năm như ông sư Minh Tuệ này. Trong cái buổi mạt pháp này người ta ngủ mái lạnh phòng lạnh ra ngủ ấm im không à. Nói về mình đi, mình đây nè, mình bây giờ nói mà bữa nào mà mình đang ngủ mà ai mà lại mà làm quấy dậy cái giấc ngủ mình đó là mình hơi khó chịu rồi đó. Đêm nào mà ngủ không được là cái ngày đó là bước rứt rồi đó, cái tâm nó cũng hơi quạo rồi đó. Nhưng mà đối với sư Minh Tuệ là chọn ngủ ngồi 3 năm là do nguyên nhân gì? Ngài nói con chọn ngủ ngồi trên 3 năm là con muốn bỏ cái ngủ này đi, là không quan tâm tới cái ngủ. Tại vì là Ngài làm cái gương hạnh rất là đặc biệt, tại vì thế gian là dính vào trong cái ngũ dục lục trần này tự ấy giờ quá nhiều, chúng sanh luân hồi lên lên xuống xuống vô lượng kiếp là do dính vào ngũ dục lục trần. Là ngũ dục là gì? Danh lợi tình ăn ngủ. Mà thế gian người ta thường thường đặt vào món ăn cũng nặng lắm, thường thường đó là cái món ăn của người ta mà ngày nay mà món ăn không ngon thế này thế nọ là cái tâm của người ta là không được vui. Mà ngày nào mà có món ăn ngon hả, là ai mà làm mất cái món ăn là có người là phải phải thế này thế kia phẫn nộ. Còn đối về cái ăn ngủ sư Minh Tuệ là vượt hơn người thường ở thế gian. Tại vì sư Minh Tuệ ăn một buổi, ai cho đồ ăn một buổi rồi không nhận nữa, cái cách ăn của sư Minh Tuệ là các bác mình thấy cũng kham khổ. Và cái cách ngủ của sư Minh Tuệ là con chọn ngủ ngồi trên 3 năm tại vì con muốn bỏ cái ngủ này đi, không muốn để dính vào cái ngủ này. Lúc mà có đuối quá con dựa vào vách đá hay dựa vào gốc cây hay là dựa vào bờ tường cũng được, cũng qua ngày đón tháng. Rồi cái đặc biệt nữa là sư Minh Tuệ thường ngủ ở nghĩa trang nghĩa địa những cái nhà quan. Rồi có người hỏi sư ngủ ở nơi nghĩa trang nghĩa địa những cái nhà quan rồi có gặp ma không? Rồi sư cũng trả lời là đối với sư việc đó là gặp cũng như không gặp, là cũng như là cái việc đó là việc bình thường. Sư mà thường ngủ ở nhà quan nghĩa trang nghĩa địa là cái việc gặp cái người âm là việc đó là bình thường. Nhưng mà đối với sư khi trả lời là việc đó con không quan tâm tới, thấy cũng như không thấy, là với nó là đối với cái sự gặp người âm là nhà sư Minh Tuệ là bình thường không có động tâm. Còn đối với cái người nào mà tu mà sức định chưa có đó, là nói về tôi đi, đi tới chỗ nào mà cái khúc vắng mà giấc tối đó ha, lại lúc đó là cái giấc tim của mình nó hơi mà đập đập rồi đó, cũng ốc nó giận giận rồi đó, là do gì? Cái sức định mình chưa có, cái sự thâm sâu vào thiền định mình chưa có, cho nên là còn cái vọng tưởng dạy tà đó, cái vọng tưởng dạy tà đó rồi cái tâm nó khởi lên, thì khởi lên rồi thì như là gọi là nó khởi lên rồi là cái tự nhiên mình giận ốc. Thì đó là nói tâm lý chung của người nào mà chưa nhập định, là đối với cái phần nghĩa trang nghĩa địa những cái nơi nào có ma quỷ đó là mình tới đó là tự nhiên là mình dẫn ốc liền. Còn đối với sư Minh Tuệ là thường ngủ nghĩa trang nghĩa địa mà ta hỏi là có gặp người âm không, có gặp ma không, sư trả lời là con có gặp nhưng mà cũng như không. Tại sao gặp cũng như không? Tại vì không quan tâm tới và không có động, là cái sự tu thiền định của sư Minh Tuệ đã thâm sâu, cho nên đối với ma quỷ thế này thế kia là ngài không có động tâm tới. Mà cái người tu mà đạt tới cảnh giới đối với người âm đối với ma tới gần mình mà mình không sợ, vẫn bình tâm không một lai động như sư Minh Tuệ, thế gian này rất là hy hữu, hiếm có vô cùng, nó không phải là nói là chuyện tầm thường. Cho nên cái sự hành của sư Minh Tuệ nó hơi có cái phần thâm sâu hơn tất cả người thường ở thế gian. Bởi vậy thầy nói là bởi chữ tu liền với chữ hành là quan trọng nhất đó. Hành bất chánh người đời mới nói, còn sư Minh Tuệ hồng hành đúng theo chánh lý của Phật
của thầy, đúng theo đường lối vô vi của Phật của thầy, cho nên sư Minh Tại được nổi tiếng vang danh là nhờ cái sự tu sư Minh Tại có thực hành. Vì vậy là bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, thì cô bác mình thấy là cái sự hành của sư Minh Tại mà ngủ ngồi là việc đó thôi. Đối với cái vụ mà ngủ ngồi là cái việc đó là thôi quá siêu rồi. Đối với, còn thêm là cái mùa sư đi là năm nay là cứ nguyện là đi từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc đảo vào Nam. Mà đi từ ấy giờ là mấy năm nay rồi, mà cô bác mình thấy thời tiết bây giờ nắng nóng mà đầu trần tàu đỏ trời, chân đập đất, cái chân thì không mang dép mà đầu thì ở trên là cạo trọc, đầu đỏ trời chân đập đất mà đi thời tiết nắng nóng như bây giờ. Cô bác mình thấy nắng nóng 40 độ ở ngoài miền Nam, miền Trung, miền Bắc là đa số là nóng thường thường 40 độ à, mà cái lộ nhựa mà đi ra ngoài từ miền Nam ra miền Bắc là trải bao nhiêu ngày, mà mình thấy mình ngồi trên xe này kia mà còn ngán đi huống chi mà nói mà đi bộ mà từ Nam ra Bắc mà đi đầu trần chân đạp đất, gọi là đội đầu đội trời chân đạp đất đó, mà đi cái sức nóng này rồi cái giò nó nóng, nếu mà cái người không có cái sức định thâm sâu đó là cái chịu không nổi, mà cái người mà không có cái duyên thâm sâu nhiều đời nhiều kiếp đó cũng không chịu nổi luôn. Nó có một sư Minh Thiện đó, đi theo sư Minh Tại đâu có bao lâu đâu là ngài đã qua đời đó, là do chịu không nổi. Vì vậy cho nên đâu phải ai làm cũng được đâu, cái người nào có duyên lành sâu nhiều tiền kiếp, có đức hạnh đức độ, có đầy đủ duyên lành cao, đức độ cao thế nào mới hành cái hạnh này nổi, chứ không phải mỗi người mỗi hành nổi rồi là mọi người cứ nghĩ là mình sẽ làm theo sư Minh Tại này thì làm theo, nếu làm được thì cũng tốt, cũng quý lắm, nhưng mà ngặt cái duyên phước đức của mình không có tới đó thì mình hành theo khả năng của mình thôi. Vì vậy cho nên là các bác mình thấy là đầu đội trời chân đập đất, là mấy năm nay sư Minh Tại đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, là cô bác mình thấy cái việc này là việc phi thường quá rồi. Ai mà nói đối với tôi, ai chứ đối với tôi mà ngoài cái lộ nhựa mà đi chân không đó, đi trong vòng nửa tiếng hồ thôi là dở lên là nó phồng cháy, phồng chốc da luôn, chính luôn. Tại vì mình đi trong vòng có mấy bước, trong vòng chừng dài chục thước là mình thấy mình muốn chết, muốn chín giò, mà mình đội nón này kia nọ mà mình chạy xe đó là mình thấy là hắt nóng á. Tại thời tiết bây giờ cái khí hậu nóng á là mình thấy là mình chịu nổi đó. Còn này là sư đầu chọc không đội nón mà đi trải qua mấy năm trường năm tháng từ Nam ra Bắc, từ Bắc ra Nam, còn cái giò ở dưới thì đạp cái chân nhựa đi, bằng các bác thấy là trải qua là trường kỳ bao nhiêu năm trường. Cái việc này kiếm một người thế gian này trong buổi hăng quan này kiếm người nữa coi có không, thì như vậy là cái hành của sư Minh Tại nó quá siêu thường, siêu hơn người thường quá rồi. Vì vậy cho nên là thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Như vậy là cô bác mình thấy là mình không biết, là mình không có dám khẳng định là sư Minh Tại đắc vào dòng thánh nào cũng thành là ha, nhưng mà mình xét ra cái câu của đức thầy nói đó, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, cô bác và chứ đồng đạo kinh nghiệm cái lời của câu này của đức thầy dạy, rồi cái sự hành của sư Minh Tại, ngài có đáng bậc hiền không, ngài có đáng bậc thánh không, thì cô bác mình cứ bình luận, mình cứ xem rồi nhận thức. Đây là lời của đức thầy nói trong bài luận việc tu hành. Tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng, Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại tây thiên, trần gian đầy dẫy là người làm dối, đạo cả nào trông đến cảnh thiền. Những người làm dối này thì không có đến đạo cả được. Muốn đặng về thần với thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy chia kia liền, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Thì như vậy là hai câu giảng này của đức thầy trong bài luận việc tu hành, rồi cô bác mình dòm sư Minh Tại có đáng bậc hiền không, là cô bác mình thấy có sư Minh Tại có mê gì thế gian không, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền, rồi cư trần bất nhiễm là người thánh, rồi cô bác mình dòm cô bác kia đồng đạo dòm cái hạnh sư Minh Tại sống ở thế gian này có nhiễm gì không. Thì như vậy là lời của đức thầy nói như là sư Minh Tại đáng vào cái dòng thánh nào,
thì cái thánh nó có tới hai dòng thánh, thánh thánh tiểu thừa và thánh đại thừa. Thánh tiểu thừa thì có tu đà hoàng, tư nà hàm, a na hàm, rồi tới a la hán, là đó là dòng thánh tiểu thừa. Rồi dòng thánh đại thừa là thinh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Thì như vậy là thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, thì coi cô bác mình dòm cái hạnh của sư minh tuệ có nhiễm cái gì ở thế gian không, có đúng vào xứng đáng vào cái câu của đức thầy dạy chỗ này không. Thì như vậy là theo cái nhận thức hiểu của tôi là sư minh tuệ tu thời gian không có lâu mà được nổi tiếng tâm mùi thơm lạ, là cái tiếng tâm lan rộng tất cả toàn cầu thế giới này, ai ai cũng đều thấy nghe, ai ai cũng đều khen tặng mến mộ tán thán. Trong cái buổi hạ quân này mà có một vị chân sư, một vị chân tu ra đời đã làm một cái gương sáng để nhắc lại cái hạnh của Phật khi xưa. Sư minh tuệ ra đời trong buổi hạ quân này, tại vì trong lúc này là thời kỳ đức thầy cho biết là buổi lâu lăng Phật giáo suy đồi, cái buổi này là cái buổi Phật giáo đang suy đồi. Thì lời của đức thầy nói là của bác mình dòm có phải Phật giáo suy đồi không, là do gì? Cũng bởi bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tỏi phiên khắp chốn cùng làng, Phật nào ham tượng cốt phết vàng mà tăng tạo hao tiền bá tánh. Như vậy là đức Phật cái xưa ngài tu cái hạnh gì? Tác đạo, ngài đã buông bỏ hết trơn. Mà hôm nay thì mình làm giống như Phật thì mình sẽ thành Phật. Vậy cho nên là đức thầy có nhắc một đoạn là quy y đầu Phật, là nương nhờ cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy, Phật từ thiện cách nào ta làm theo cách ấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời. Thì như vậy là Phật tu cách nào đắc đạo, quý cô bác đồng đạo, Phật tu cách nào đắc đạo. Thì như vậy là mình dành các mọi người tu bây giờ là tu như thế nào, rồi sư minh tuệ hiện giờ xuất hiện tu như thế nào, có giống Phật hay không. Tại vì Phật khi xưa là bỏ hết tất cả ngai vàng địa ngọc, mình vàng thái tử ngô còn bỏ, non tiết sang vú rừng thăm thẳm, đem thân phàm để tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lành trùng bái. Cho nên hôm nay đức thầy dạy Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Như vậy là Phật đã buông bỏ, thì mình làm giống như Phật thì mình mới thành Phật. Cho nên hôm nay sư minh tuệ được nổi tiếng là nhờ sư minh tuệ làm cái hạnh giống như Phật, giống như thầy. Cho nên là sư minh tuệ mới được là tiếng thơm mà thầy cho biết là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Cho nên sư minh tuệ đã nếm được cái mùi thơm lạ là do sư minh tuệ đã sưu tầm trong kinh điển Phật pháp, biết được cái cảnh khổ vô thường, chỉ có đường tu để giải thoát, tu cứu mình và cứu tổ tông và giữ được Hoa Long đại hội. Cho nên là quyết chí tu hành đắc hành đạo quả để mà ráng tu đắc đạo, cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công đã sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Đó là lời của thầy dạy mà hôm nay sư minh tuệ đang nhắm vào cái mục đích giải thoát này, để cứu cửu quyền ông bà cha mẹ để thoát khổ. Tại vì tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha thiền to chấm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người, tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ đời cũng xong. Cho nên hôm nay là cô bác mình thấy là sư minh tuệ xuất hiện, hiện giờ là biết bao nhiêu người đã phát tâm niệm Phật, biết bao nhiêu người trở lại con đường đạo để quan tâm tới đạo, biết bao nhiêu người có được cái chánh kiến, thấy đúng sự thật, chỗ nào tà, chỗ nào chánh, chỗ nào thật, chỗ nào giả, là nhờ có sư minh tuệ xuất hiện là một cái gương sáng này mà cho tất cả thế giới toàn cầu mọi người có được một cái chánh kiến, thấy đúng sự thật. Và đúng sự thật như thế nào? Là không bị người lừa gạt, không bị trong cái giả dối, không có bị lầm lạc, là nhờ có sư minh tuệ là một cái gương sáng này, là mọi người có được cái thức tỉnh hoài đầu trở lại, có một cái chí kiến, có một cái trí tuệ, có một cái chánh kiến, thấy đúng sự thật, là nhờ có sư minh tuệ. Quý cô bác đồng đạo, thì trở lại hai câu mà thầy đồng đạo hỏi là câu đạo đức
bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng tu tầm. Thì đây là cái gương hạnh của sư Minh Tuệ, tu một thời gian không lâu mà sư Minh Tuệ đã có được cái mùi thơm lạ khắp cả toàn cầu. Nhà sư Minh Tuệ sưu tầm trong Phật pháp và cái sự thực hành sư Minh Tuệ, cho nên hôm nay mới có được cái mùi thơm bay khắp cả muôn phương. Rồi cái sự nhận xét đến đây, chúng tôi xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.